Sau đây là cách nghe đài Đáp Lời Sông Núi sử dụng iPhone hoặc là Samsung. Ở đây tôi không có Samsung nên tôi chỉ cho quý thính giả sử dụng đài Đáp Lời Sông Núi. Nghe cái đài Đáp Lời Sông Núi bằng app trên iPhone. Ok, bây giờ trên iPhone đó thì quý anh chị em mở cái iPhone ra, thì bây giờ quý khán giả sẽ vô Apple Store. Ok, hết chữ Apple Store. See. Ok, so bây giờ ở dưới đây mình sẽ hít vô chữ search. Search là mình kiếm cái app nào đó. So ngay chỗ này á, mình sẽ đánh là chữ radio. Úp. Đánh khỏi cần đánh dấu, khỏi cần bỏ dấu được ra. Radio. Rồi space. Đáp. Úp. Đáp. Lời. Sông. Núi. Ok, radio đó là xong rồi, rồi đánh vô chữ search. Hít vô chữ search. Ok, so cái app nó nằm ngay đây. Ok, chỉ có một cái app một. So bạn thấy cái mũi tên được không? Rồi quý khán giả sẽ download nó bằng cách bấm vô đây. Ok, now it's download. Ok, có nhiều trường hợp nó họ hỏi cái password đó, cái mật mã của cái iPhone của bà, của quý khán giả, thì quý khán giả phải đánh vô cái mật mã của cái iPhone của quý khán giả. Ok, sau khi mà nó download xong hết thì nick chỉ open thì nó ra cái app Radio Đáp Lời Sông Núi. Ok, so Đáp Lời Sông Núi would like to send you notification. Ok, so nếu quý anh chị muốn để Đáp Lời Sông Núi có những cái tin nào quan trọng á, hoặc là cái tin ngày mới, thì quý anh chị lấy chữ allow. Ok, so trong trường hợp này tôi lấy chữ allow. Allow là cho phép nha. Ok, thì đây là cái app của chương trình Đáp Lời Sông Núi. Thì trong cái app này đó thì chúng ta thấy cái chương trình đầu tiên là cái chương trình AFI, tức là chương trình tiếng Việt bên Pháp. Thì quý anh chị có thể bấm vô nghe cái chuyện AFI. Còn cái những cái chương trình kế tiếp là của chương trình Đáp Lời Sông Núi. Ví dụ như hôm nay thứ tư bên Mỹ, thì bây giờ nếu mà quý anh chị bấm vô thì nó sẽ nghe. Ok, nên bấm vô cái nữa thì nó tắt. Ok, còn muốn download thì hít cái này có cái mũi tên đó, bấm vô và nó sẽ download xuống. Ok, cho nếu anh vị quý khán giả kéo lên đó thì sẽ thấy cái nội dung của cái chương trình Đáp Lời Sông Núi của cái ngày hôm đó, ngày thứ tư. Ví dụ mà Mã Tiểu Linh phỏng vấn một cư dân Sài Gòn là News, Hoa Kỳ đánh 500% thuế sắt thép đối với chính quyền cộng sản. Ok, rồi dưới này kéo xuống dưới nữa là thấy những cái social media website. Ví dụ website của Đáp Lời Sông Núi là hết vô đây, còn cái website dịch thích thử nha. Thì nó chạy vô website của đài Đáp Lời Sông Núi chưa? Ok, so ở đây quý khán giả có thể nghe hoặc đọc kỹ hơn. Sau khi mà xong á thì ngay chỗ khúc trên cao này đánh chữ đơn vô thì nó trở lại. Còn muốn vô Facebook quá hay là Twitter không, nó say Twitter. Twitter. See. Sau đó Twitter của đó là Đáp Lời Sông Núi rồi xong. Có cái mũi tên này phải bấm ngược lại thì nó trở lại. Rồi Facebook cũng vậy, hit vô Facebook. Ok, cho nó ra Facebook của đài Đáp Lời Sông Núi. Ok, rồi quý khán giả muốn email thì hit chữ email. Ok, rồi có thể dùng Google, nếu mà người nào dùng Gmail, người nào dùng Yahoo hit vô. Yeah. Thì cái đó là cách email cho đài. Rồi quý anh chị em hết ngược lại thì trở lại như cũ. Ok, xong cái giờ kéo ngược lên lại. Giờ nếu mà thứ tư cũng có, thứ tư nghe xong rồi thứ ba, chương trình thứ ba chưa nghe thì ví dụ nghe lại, bấm vô cái này là chương trình thứ ba.
đây okay, bấm, là đài phát thanh đáp lời. Bấm một cái nữa là hết. Ok. Sau đó thì sau khi mà xong hết trơn, nghe xong hết thì quý anh chị em, quý thính giả có thể tắt ngay lập tức. Bấm giống vô cái nút này nè, cái nút home này, hút ở nhà thì tắt, tắt liền đi. Còn khi nào mà trong khi đi làm hay là trong khi lái xe hoặc là ngồi uống cà phê, cà pháo á, chỗ nào có wifi á, thì chỉ việc bấm cái đài radio rất là sông núi lên, rồi bấm cái ngày đó, thứ tư, thứ ba, hoặc là đài AFI đó, thì bấm vô là nó nghe thôi à, nó rất là đơn giản. Ok, thì tương tự như vậy ở ở trên cái Samsung đó, Samsung thì dùng Android operation thì nó cũng giống y chang vậy. Thì thay vì quý anh chị vô Apple Store thì quý thính giả sẽ vô vô Google Search. Này là Apple Store thấy chưa? Để mình download cái app. Nhưng mà trong Samsung đó, hoặc là những cái loại Google Phone đó, thì mình vô Google Search. Samsung ra Google Search thì quý anh chị cũng đánh chữ radio đáp lời sông núi thì cũng download cái app thì nó cũng y chang như vậy. Nếu có câu hỏi nào thì quý thính giả xin gửi về website radio đáp lời sông núi.com. Ok, chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là cái cách nghe app này nó rất nhanh và dễ và nó trong lòng bàn tay nữa. Ok, kính tạm biệt quý vị khán giả.